nóng nhưng mà bọn mình rất lại rất là thèm vị của tteokbokki nên bọn mình đã đi ra ngay siêu thị và mua tteokbokki về để làm tteokbokki. Tteokbokki. Đây là hai gói spicy tteokbokki tên là yobukki. Nói chung là bánh gạo Hàn Quốc ăn rất là ngon luôn, đúng khẩu vị của mình. Bây giờ chúng mình bắt đầu làm thôi. À, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món đồ ăn kèm mà mình đã chuẩn bị. Đây là xúc xích mà mình đã chiên. Còn đây là chả cá. Kim chi. Wow. Còn đây là phô mai. Phô mai lá. Đây là gói phô mai mà chúng mình mua này. Bây giờ chúng mình làm thôi. Rồi. Bắt lấy nồi. Chả đã nóng rồi, mình sẽ cho nước vào. Và mỗi gói thì khoảng 100ml. Wow. Ủa bánh gạo này. Một cốc là 100ml. Mình muốn nó lõng lã nên mình sẽ cho thêm nửa cốc vào. Quay nồi cho đây. Vì còn nhiều đồ. Cho vào đi. Cho vào sốt luôn. Ui, bỏ vào chống ẩm luôn. Không được ăn vào chống ẩm nha. Đây là nguy hiểm. Bây giờ đổ vào, đổ luôn đi. Wow. Wow. Mà ăn nhắn này ngoài trời thì... mùi cay. Thơm ấy. Đúng rồi á. Có cả mì cay nữa vào thì thích nhỉ. Cho luôn cái sốt cay kia vào. Sốt là thơm quá. Chắc cái này không cay lắm đâu. Đây em mua cay nhẹ. Wow. Quẩy lên. Cắt không ấy. Mùi cũng giống cái sốt của mì cay ấy. Hơi loãng quá này. Chắc không sao. Thơm quá. Hôm nay có mùi cà chua nữa. Nhớ cậu lấy cái vung đi để đậy vào. Bật lửa to nhé chị. Đây. Bật lửa to. Thơm quá à. Ok. Bây giờ bọn mình ngồi đợi. À em còn cắt xúc xích. Ờ đúng rồi, cắt xúc xích. Lửa to quá. Chị lấy kim chi ra. Ai ăn thì ăn. Bao lông gọi phô mai. Nhìn cho bao nhiêu miếng. Tteokbokki đã hơi cay rồi nên cho cái này vào. Nó sẽ ngon và cay hơn. Ủa. Không cần cắt phô mai đâu. Để xẻ. Đúng rồi, lấy miếng này ra không để lên cái chỗ tteokbokki. Rồi lo nha. Wow. 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 Thơm phức luôn. Đợi nó nở ra. Ôi, hút hết nước. Cái mùi này đợi cho em đi hồi trời em cũng ăn tao kia nhưng mà nó cay lắm. Mùi thế à? Cậu cay luôn ý. Anh chị ăn cay. Thích ăn cay. Mà nghĩa cậu vừa bảo là cậu thích ăn cay đúng không? Mọi khi cậu cho tương ớt, cậu cho tí, các bạn cười cho. Không, giờ không thích vị kia hơn. Thích vị cay hơn. Vị cay xong ra lần trước tớ cay đỏ mắt, tớ vẫn ăn được mà. Ăn nhanh nhất luôn ấy. Đúng rồi. Ăn vẫn ngon. Cay vẫn cố ăn. Tại vì sợ mì nó cả to to ăn. Mì đấy phải ăn nhanh thì mới rất cay. Ngậm đá. Hình như bọn mình cho hơi nhiều nước ra. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chỉ cần hút nước mà. Ok. Wow. Nhìn này. Chờ đợi. Nhờ lúc mà bọn mình đóng vô là màu nó vàng như kiểu bọn mình để đầy phô mai ngập tràn lên. Ồ, chị thích của em được nói phô mai. Phô mai nó mùi thơm quá. Phô mai nó ngập tràn luôn ý chị ơi. Được rồi, được rồi. Thế ra thôi. Cẩn thận nhá. Cho xúc xích vào. Ồ, nó bắt đầu hút nước rồi. Anh Đại nghĩa cho lửa nhỏ nhất đi. Ờ, ok. Em cho xúc xích vào nhá. Được. Hay cậu chỉnh số to nhất đấy, sợ sợ. Số 1. Số 1 hết rồi. Bắt à? Ừ, mình lên một nắp thôi. Thế thì cậu bật xịt thôi. Rồi, cho chả cá vào nào. Này, cho anh khuấy nè. Xíu xíu. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Ừ, tất nhiên rồi. Ai ăn kim chi không? Thôi, em không ăn kim chi đâu. Rồi, đúng rồi, tớ cũng không ăn đâu. Hồi Nghĩa tớ hẳn bếp với Nghĩa rồi. Ừ. Anh ơi, tớ ăn kim chi một mình. Ok, cứ để một phần nha, đừng để lên sắp phần đấy. Wow, nhìn này. Wow, nhìn này. Nghĩa cho một góc bên này. Ừ. Ui, ngon quá à.
phô mai nè. Phô mai con bò cười đó. Và phô mai con bò cười là hình như vậy. Hình con bò. Đúng. Đây là hình vua. Wow. Cái cầu đấy bên này đi. Để đều hết mà. Đúng rồi. Nóng mua cho nó chảy thôi. Ok, bật bật nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Nhỏ hơn nha. Wow, nhìn kìa. Wow. Mày cái miếng xúc xích được miếng gà nhỉ? Ngon quá. À, nếu mà một nồi đầy luôn. Wow. Ở phố Mai không? Wow, thôi. Ui ui ui. Đi hấp dẫn nhỉ? Để cất xuống cho em. Ui. Ui nhìn kìa. Một phô mai này. Ê. À. Ồ. Chăm chăm chăm. Đây. Xong rồi à? Đúng rồi đó. Ê. Bọn mình nên đảo lẫn hai đĩa này. Hai đảo lẫn cho nó ngon nhỉ. Đảo lẫn không? Đảo một góc. Ừ, vào chỗ này. Đây mình sẽ đảo lẫn người này. Wow, nhìn kìa. Ui, thơm nhờ mỡ nhỉ? Đúng rồi đó. Ui, nhìn kìa. Ui, nó thành màu khác luôn ấy. Ui. Phô mai nhìn ngon nhỉ. Rồi, wow. Miếng tóc kia nó dính lên này. Ui. Ui, thơm nhờ mỡ nhỉ. Có mùi phô mai. Ui. Nó dai dai. Ngon nhỉ. Vị phô mai đầy luôn ấy. Dai dai, mềm mềm luôn ấy. Nhưng mà bị cay ít quá. Ờ đúng rồi. Hai viên chả cá này. Ô mà hơi nóng. Cái xô này nóng hổi luôn. Mùa đông mà ăn này thì cực kỳ thích. Wow. Phải ăn thêm một ít kim chi. Vừa ăn vào miệng là có vị phô mai. Bốc lên. Chán hợp phô mai luôn. Nghĩa ơi, thôi có mấy cái thìa ấy, hay bọn mình lấy rồi xúc qua bát đi. Cho nhiều sốt hơn. Thế này thôi. Phải có thời gian nha. Số phô mai đặc luôn này. Wow. Để tớ múc cho. Chắc của Nghĩa phải ăn nhiều hơn bọn mình nhỉ. Thì ra nhỉ. Trời, nhìn hấp dẫn quá à. Đây, của Nghĩa đây nha. Đây, cho nó chạy lên. Số phô ngon nhỉ. Ai muốn số phô mai không? Cho thì ra thêm một ít tóc kia này. Wow. Chị cũng như thêm một ít phô mai nó nhìn ngon quá. Thế mình còn nó có nhiều vị phô mai hơn, ngon nhỉ? Chị hơi ít phô mai. Chị ăn, cho em ăn thử một miếng tteokbokki đầy phô mai và một miếng chả cá này đi. Đây, chị múc cho. Đây, há ra nào. Ngon không? Thế nào? Ngon ngon hơn mình vừa nãy không? Ngon hơn rất nhiều à. Ui, phô phô mai. Wow. Ăn một ít thế thôi nhưng mà như kiểu là đâu đây anh tự ăn thử mà. Phô mai nó kiểu ngập mồm, kiểu là béo lắm luôn ấy. Chị cũng muốn thử. Miếng này phô mai bị lật ngon đúng không anh? Ngon hơn cả vừa nãy nữa. Béo lại xong rồi như kiểu phô mai đầy mồm ấy. Đúng rồi. Wow, thơm quá. Chị ăn kèm kim chi. Ngon quá. Kiểu anh lại cho em cống nước lọc. Chị muốn nó cay nhiều hơn. Nhưng cả nhà chàng và phú mai cũng rất là thích. Thôi rồi các bạn ơi, vậy là chúng mình đã vừa ăn tteokbokki với rất là nhiều phô mai. Bọn mình cảm thấy rất là thích luôn.
Còn bây giờ video chúng mình kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh Mừng Đứa Toi và Mừng Đứa Toi Family Vlog nhé. Để đặt nghe lòng nữa. Bây giờ chúng mình ăn tiếp đây. Tạm biệt các bạn.